Nếu bạn có ý định mua smartphone trong tầm giá 6,9 triệu thì Bphone 3 chính là một lựa chọn rất tốt. Bạn có thể tham khảo tại website bphone.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê, chúng ta lại gặp nhau trong một buổi tư vấn điện thoại rồi. Và trong cái video lần này thì mình sẽ tư vấn cho các bạn là những cái chiếc điện thoại hàng xách tay nào mà chúng ta không thể tìm thấy được với phân khúc hàng chính hãng. Thực ra là các bạn biết ấy, hiện nay ở trên thị trường hàng xách tay với cả hàng chính hãng đang cạnh tranh nhau rất là khốc liệt. Hàng xách tay thì nó sẽ sử dụng giá rất là rẻ, chênh lệch hơn so với hàng chính hãng rất nhiều để cạnh tranh trực tiếp với cả hàng chính hãng. Đấy, tuy nhiên vẫn có một số người dùng họ lựa chọn hàng chính hãng để họ muốn một cái điều gì đó yên tâm hơn, một cái sự thoải mái hơn. Đó, rồi là ROM không cần phải lo lắng đến, rồi là tiếng Việt cái thứ họ cũng rất là thoải mái. Đấy, ví dụ như bây giờ nếu mà hàng xách tay có Xiaomi Mi 6X thì hàng chính hãng chúng ta cũng có thể lựa chọn được Xiaomi Mi A2. Đó, hàng xách tay có Redmi 6 Pro là một sản phẩm cực kỳ đáng mua thì hàng chính hãng nó cũng sẽ có Xiaomi Mi A2 Lite. Đó, tiếp theo nữa nào, hàng xách tay có Nokia X7 thì hàng chính hãng cũng có Nokia 8.1. Hàng xách tay có Nokia X5 với cả Nokia X6 thì hàng chính hãng có Nokia 5.1 Plus và Nokia 6.1 Plus. Vậy thì bây giờ những cái sản phẩm nào mà hàng xách tay có nhưng mà hàng chính hãng chúng ta không thể tìm thấy được thì nó sẽ là những sản phẩm nào, thì mình sẽ tư vấn cho bạn ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên đó là Xiaomi Mi 8 SE. Rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là anh ơi, không biết là khi nào Xiaomi Mi 8 SE mới về hàng chính hãng để em mua hàng chính hãng cho nên yên tâm hơn. Đấy thì chắc chắn câu trả lời của mình là không biết rồi, bởi vì mình đâu có phải là người nhập điện thoại chính hãng về bán đâu mà mình biết là khi nào nó nhập về. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại khi mà Mi 8 SE nó chưa về hàng chính hãng thì mình nghĩ là có lẽ nó cũng chẳng bao giờ về hàng chính hãng nữa đâu. Bởi vì sản phẩm này hàng xách tay cũng đã có rất là lâu rồi. Và nếu mà Mi 8 SE về thì chắc chắn là nó sẽ bóp chết con Xiaomi Mi 8 Lite hàng chính hãng. Đó, về các cái thông số của Xiaomi Mi 8 SE thì đây là một sản phẩm có màn hình tai thỏ kích thước là 5,88 inch, độ phân giải sẽ là Full HD+. Sản phẩm này thì sẽ chạy con chip Snapdragon 710, sẽ có các tùy chọn RAM là 4GB hay là 6GB. Đó, viên pin của nó sẽ là 3120mAh. Đối với cả Xiaomi Mi 8 SE thì cái điểm nhấn tiếp theo của nó đó là nó có một cái mặt lưng nhìn khá là đẹp mắt và nó cũng sẽ có bộ đôi camera kép rất ấn tượng ở phía sau, có độ phân giải là 12 megapixel và 5 megapixel hỗ trợ xóa phông. Camera trước của nó sẽ có độ phân giải là 20 megapixel, selfie rất là tốt. Đó, Xiaomi Mi 8 SE có thể coi là một trong những sản phẩm hấp dẫn nhất ở trong phân khúc hàng xách tay trong cái tầm giá từ 5 triệu cho tới 6 triệu đồng mà chúng ta không thể tìm được ở phân khúc hàng chính hãng. Cái sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Meizu X8. Thực ra ấy là Meizu X8 là một sản phẩm rất tốt nhưng mà hàng chính hãng bây giờ một là không còn nữa, hai là mình không tìm thấy nó có sản phẩm hàng chính hãng đang được bán, nên chính vì thế hiện tại nó vẫn đang là một trong những sản phẩm hàng xách tay rất là tốt. Mình nghĩ là tại sao chính hãng Meizu lại không đưa về đây, bởi vì có thể là nếu Meizu X8 về thì nó sẽ cạnh tranh với rất là nhiều những sản phẩm Meizu khác mình không tiện thể nói tên ở đây, và những sản phẩm Meizu đó thì sẽ bị thua thiệt rất nhiều so với Meizu X8 và có thể là hàng chính hãng họ không dám nhập về chẳng hạn. Đó, đối với cả Meizu X8 thì chúng ta sẽ có một sản phẩm với kích thước màn hình là 6,2 inch, độ phân giải sẽ là Full HD+. Cái màn hình của Meizu X8 ấy thì các bạn nếu mà nhìn mặt trước thì các bạn có thể thấy là cái viền trên, viền dưới, viền hai bên của nó làm khá là mỏng và cái phần tai thỏ phía trên thì nó khoét xuống một lỗ rất là gọn gàng, và nhìn cái mặt trước của Meizu X8 nhìn nó rất là đẹp mắt. Mặt sau của Meizu X8 thì nó hơi bo và nó sẽ khiến cho chúng ta cái cảm giác cầm nó ôm tay hơn, và cụm cao đa kép ở phía sau với cảm giác tay nó đặt theo một trục dọc sẽ khiến cho cái sản phẩm của chúng ta nó nhìn nó trở nên cân đối hơn. Đối với cả Meizu X8 thì cái điểm nổi bật nhất của sản phẩm này đó là nó sở hữu RAM 6GB và chạy con chip Snapdragon 710. Đó là còn chưa kể là sản phẩm này nó lại còn có bộ nhớ trong rất khủng khiếp lên tới 128GB. Về camera thì Meizu X8 cũng sở hữu bộ đôi camera kép ở phía sau có độ phân giải là 12 megapixel và 5 megapixel hỗ trợ xóa phông. Camera của Meizu X8 thì nó cũng khá là xem với cả camera của Mi 8 SE, và nó cũng có một camera trước độ phân giải rất lớn là 20 megapixel cho một cái chất lượng chụp ảnh camera trước khá ổn. Viên pin của máy sẽ là 3210mAh. Đó, cái sản phẩm tiếp theo mà chỉ hàng xách tay mới có mà hàng chính hãng không hề có đó là Samsung Galaxy A6s. Samsung Galaxy A6s với một mức giá 5 triệu thì thực sự nó quá bá đạo rồi. Và con này mà lại về với cả phân khúc
hàng chính hãng thì chắc chắn là không thể nào một sản phẩm Samsung nào có thể bán chạy được nếu mà Samsung Galaxy A6s về. Các bạn tưởng tượng là trong năm vừa rồi Samsung ra mắt rất nhiều sản phẩm Samsung Galaxy tầm trung nhưng mà bị ném đá rất nhiều bởi vì cấu hình vô cùng tệ. Ngay cả thời điểm bây giờ các bạn biết là một cái sản phẩm đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, đó là Samsung Galaxy M20. Nhưng mà M20 sở hữu RAM là 3GB, ROM 32GB và chạy con chip Exynos 7904 thì chắc chắn cái hiệu năng của nó không thể bằng Galaxy A6s được. A6s nó có RAM là 6GB, có con chip Snapdragon 660, bộ nhớ trong 64GB thì nó hơn tất so với cả cái sản phẩm mới ra mắt Galaxy M10 bây giờ. Đấy, đó là còn chưa kể là Samsung Galaxy A6s sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Sau này thì sẽ có viên pin với mức dung lượng là 3300mAh. Nó cũng sở hữu bộ đôi camera kép ở phía sau có độ phân giải là 12 megapixel và 2 megapixel hỗ trợ xóa phông. Camera trước của nó thì cũng có độ phân giải là 12 megapixel. Và chính ra nếu mà chúng ta nhìn vào thiết kế của Samsung Galaxy A6s ấy, thì cái sản phẩm này nó cũng có một cái thiết kế nhìn nó khá là bóng bẩy, rất là trẻ trung luôn, cũng có màu gradient ở phía mặt lưng. Và cái khung viền của Samsung Galaxy A6s ấy, thì nó làm rất là đẹp, nó làm kiểu dạng bóng giống như kiểu là iPhone 10 ấy. Đó thì đó là những cái điểm mà Samsung Galaxy A6s nó nổi bật hơn hẳn. Rất tiếc hàng chính hãng chúng lại không có. Tiếp theo nữa nè, chúng ta sẽ có Lenovo Z5. Lenovo Z5 ấy thì sản phẩm này nổi bật nhất ở cái việc là nó sẽ có RAM là 6GB đi kèm với cả con chip Snapdragon 636. Và sản phẩm này với mức giá nó chỉ rơi vào khoảng 4 triệu rưỡi đổ lại thì thực sự nó là một sản phẩm quá đáng mua. Tuy nhiên hiện tại thì Lenovo lại không có mặt ở thị trường Việt Nam. Bởi vì đơn giản là mình cảm thấy là Lenovo bây giờ họ đã hụt hơi ở thị trường Việt Nam rồi. Các bạn tưởng tượng là cách đây khoảng 3-4 năm gì đó thì Lenovo rất là thịnh hành ở Việt Nam. Và thậm chí là lúc đó Lenovo là cái thương hiệu Trung Quốc được yêu mến nhất ở Việt Nam. Đấy, mình cảm tưởng thế là như vậy. Đấy, tuy nhiên là sau khi Xiaomi vào, rồi là Oppo vào, rồi là Huawei, Vivo các thứ vào, thì thực sự là Lenovo bây giờ không có cửa để so sánh với những sản phẩm đó nữa. Đấy, nhưng mà chúng ta vẫn có con Lenovo Z5 với 6GB RAM với chip 636 hoàn toàn có thể cạnh tranh rất sòng phẳng với cả Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Đó là còn chưa kể cái thiết kế bóng bẩy của Lenovo Z5 và cái màn hình ở phía trước của Lenovo Z5 nó làm tối ưu phần trên, phần dưới với cả phần viền hai bên mỏng hơn rất nhiều so với Redmi Note 5 Pro. Vậy nên là về mặt thiết kế thì Lenovo Z5 hơn hẳn chứ, đúng nào? Lenovo Z5 ấy thì nó sẽ có viên pin là 3300mAh, hơi đuối hơn một tí so với cả sản phẩm Redmi Note 5 Pro. Nó sẽ có bộ đôi camera kép ở phía sau có độ phân giải là 16MP và 8MP. Cái bộ đôi camera kép này của Lenovo Z5 thì mình đánh giá là nhìn hơn Redmi Note 5 Pro đấy. Và nó sẽ có một camera selfie có độ phân giải là 8MP. Đó là còn chưa kể Lenovo Z5 nó lại còn có cả cổng sạc USB Type-C nữa. Cái điều mà Redmi Note 5 Pro không có. Đấy, và Lenovo Z5 nó không có hàng chính hãng. Rồi, cái sản phẩm tiếp theo mà không có hàng chính hãng đó chính là LG V30. Đấy, LG V30 thì bây giờ gần như là LG đã rút khỏi hoàn toàn khỏi Việt Nam rồi. Và LG V30 có lẽ là chúng ta sẽ chỉ mua được với phân khúc hàng sách tay thôi. LG V30 thì sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6 inch, độ phân giải sẽ là 2K cộng nha các bạn nhé. Trong tất cả những sản phẩm mà mình kể ra cho các bạn thì giá của nó đều dưới 6 triệu. Vậy là có thể coi là mức giá khá hợp lý cho các bạn có thể mua rồi. Và đây là sản phẩm duy nhất trong số tất cả những sản phẩm mình kể ra có một màn hình siêu nét có độ phân giải là 2K cộng. Về các yếu tố khác ấy, thì LG V30 cũng sở hữu con chip Snapdragon 835, RAM đi kèm theo nó sẽ là 4GB. Và với V30 thì nó sẽ có bộ nhớ trong là 64GB. Lên cái phiên bản Plus thì nó mới có bộ nhớ trong là 128GB. LG V30 thì nó cũng đã làm rất là tốt cái vấn đề là cải thiện về pin so với cả các sản phẩm LG ngày trước. Viên pin 3300mAh kèm theo đó là cái sự tối ưu hóa khá tốt của LG cho V30. Thì sản phẩm này hoàn toàn có thể on screen trong khoảng từ 4 tiếng cho đến 5 tiếng đồng hồ. Và với LG V30 ấy thì nó còn đặc biệt nổi bật nữa là nó có bộ đôi camera kép ở phía sau. Camera kép của LG V30 ấy thì nó sẽ có một camera chính có độ phân giải là 16MP và một camera góc rộng có độ phân giải là 13MP, có thể giúp cho các bạn trong cái việc chụp ảnh phong cảnh này, chụp ảnh nội thất, nhà cửa, rồi là chụp ảnh đám đông. Đó, camera trước của nó thì sẽ có độ phân giải là 5MP. LG V30 ấy thì nó chỉ nhìn ở camera sau thôi, chứ còn camera trước của nó thì khá là tệ. Còn những cái ưu điểm nữa của LG V30 đó là sản phẩm này thì có hỗ trợ DAC rồi, nên là trong quá trình chúng ta nghe nhạc với LG V30 thì nghe nó sẽ khá là tốt. Và cái sản phẩm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn là cái sản phẩm mà chính mình bán ra đây.
Đây, cái sản phẩm này thì có mức giá vô cùng rẻ, chỉ rơi khoảng 2.850.000 thôi. Và nó không có hàng chính hãng, đó là Google Pixel. Đấy, Google Pixel thì hiện tại vẫn chưa có hàng chính hãng ở Việt Nam đâu nhé các bạn nhé. Và cái sản phẩm này thì nó sẽ có RAM là 4GB đi kèm theo con chip Snapdragon 821. Và với cái phiên bản 2.850.000 mà mình bán cho các bạn ấy, thì nó sẽ chỉ có ROM là 32GB mà thôi. Nó sẽ có thêm một phiên bản ROM 128GB nữa. Đấy, cái sản phẩm này thì sẽ có màn hình kích thước là 5 inch, độ phân giải sẽ là Full HD. Và cái màn hình này thì màn hình nhỏ nhắn như này thì chúng ta cầm nắm các thứ nó rất là dễ dàng. Màn hình này thì vẫn là tỷ lệ cũ thôi, 16:9 thôi. Nhưng màn hình của Google Pixel khá đẹp. Và nó sẽ có camera đơn, nhưng mà camera đơn này chụp ảnh ngon vô cùng luôn, và có thể coi là một trong những camera xuất sắc nhất trong năm 2016. Về viên pin thì Google Pixel sở hữu viên pin với mức dung lượng là 2770 mAh. Có thể là về thông số pin thì nó hơi thấp đấy, tuy nhiên là nó chỉ phải gánh cái màn hình 5 inch độ phân giải là Full HD, thì mình nghĩ là cái sản phẩm này hoàn toàn có thể on screen trong khoảng 4 tiếng được. Đó là còn chưa kể nhé, hiện tại là cái sản phẩm Google Pixel này của mình nó đã được lên Android 9 các bạn ạ. Nó đã được lên Android 9 rồi. Và các bạn tưởng tượng là với bất kỳ những sản phẩm Google Pixel nào thì nó sẽ được cập nhật, hỗ trợ vô cùng lâu dài trong tương lai. Đó. Và như vậy là mình vừa mới giới thiệu ra cho các bạn những cái sản phẩm hàng giá rẻ có ở sách tay, nhưng thị trường hàng chính hãng thì chúng ta hoàn toàn không thể tìm được. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về những sản phẩm này? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Và nếu mà các bạn còn bổ sung thêm bất kỳ sản phẩm nào nữa thì các bạn cũng có thể để lại ngay comment nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn muốn mua Google Pixel thì nhớ gọi điện cho mình ở phía dưới video nhé. Mình để số của bạn trợ lý ở phía dưới đấy. Ok, bye bye.